Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào những khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Mới đây thì thương hiệu Jacob & Co đã tung ra một chiếc đồng hồ mới nhằm tôn vinh và kỷ niệm di sản của huyền thoại Jim Bugatti. Với kiểu dáng cổ điển và các phiên bản cực kỳ tinh vi, chiếc đồng hồ này là một minh chứng cho nét thẩm mỹ độc đáo của thời gian của Jim Bugatti. Chúng ta hãy cùng với nhau khám phá chiếc đồng hồ đặc biệt này nhé. Trong lần hợp tác mới nhất với nhà sản xuất xe hơi Bugatti của Pháp, Jacob & Co đã cho ra mắt chiếc đồng hồ mới Jim Bugatti Turbulent Chronograph, bày tỏ sự kính trọng đối với Jim Bugatti, con trai cả của người sáng lập công ty Ettore Bugatti và một số siêu xe vĩ đại nhất do ông thiết kế. Một yếu tố hàng đầu trong hương vị cổ điển của chiếc đồng hồ mới này là vỏ dáng tròn, có đường kính vỏ 46mm và dài 16mm. Vành bezel cũng được thiết kế với dáng tròn cổ điển với các vấu ngắn, tay đẩy hình nấm. Mặt số được cho là lấy cảm hứng từ diện mạo tổng thể của lưới tản nhiệt và đèn pha xe đường trường Bugatti những năm 1930. Và nếu như trong chiếc đồng hồ truyền thống kim giờ chính sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, thì tuy nhiên, trung tâm mặt số của chiếc đồng hồ này là hai kim quay ngược dành cho chức năng bấm giờ chronograph được thiết kế giống bộ đếm trên bảng điều khiển ô tô. Liên quan đến màn hình chronograph ngược ở trung tâm mặt số, chỉ báo thời gian chính trong ngày được đặt ở phần ngoại vi của mặt số với hai kim chỉ màu đỏ di chuyển. Đây cũng là một sự độc đáo trong kỹ thuật chế tác đồng hồ của nhà sản xuất Thụy Sĩ. Một sự thú vị khác đối với chiếc đồng hồ này đó là hai vòng tròn được thiết kế mở để lộ một cặp turbulent 60 giây tại vị trí 5 giờ và 7 giờ. Không hề có sự xuất hiện của thiết kế khung xương skeleton trong turbulent cap này, mà thay vào đó là một màn hình tinh thể sapphire. Thành tựu đằng sau thiết kế mang tính đột phá lấy cảm hứng từ xe hơi này là bộ máy Calibre GCF-M09 được phát triển dành riêng cho Jim Bugatti. Nó được làm từ tổng cộng 470 thành phần, 92 chân kính và có khả năng dự trữ năng lượng tối đa trong vòng 48 giờ. Mặt vỏ sau bằng tinh thể sapphire trong suốt cho phép chiêm ngưỡng bộ chuyển động vô cùng phức tạp này. Tân phẩm Jacob & Co. Jim Bugatti Turbulent Chronograph sẽ có hai phiên bản, một từ chất liệu vàng trắng và một từ vàng hồng. Tương ứng với lớp vỏ vàng hồng là một số màu trắng có lớp vỏ vàng trắng là một số màu xanh lam. Mỗi phiên bản đều được kết hợp với một dây da cá sấu kết hợp khóa gập bằng vàng tương ứng với chất liệu vỏ. Và chiếc đồng hồ này sản xuất giới hạn với số lượng chỉ 57 chiếc và có giá bán là 250.000 USD. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về những chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!